What's up guys, welcome back to Hello Hào và Mix It Up, kênh YouTube hướng dẫn và chia sẻ về văn hóa thế giới đồ uống bằng sự trải nghiệm, và người đó chính là Hào. Hôm nay cocktail chính của chúng ta sẽ mang đến một hương vị của Mexico được mang tên Paloma. Nếu như các bạn yêu thích Margarita, là một trong những classic cocktail với tequila đến từ Mexico, thì đây là một trong những classic cocktail mà rất là nhiều người biết đến, nhưng mà nó sẽ không có nằm ở trong những cái quán bar lớn, mà thường thì các bạn đi đến những quán bar bán đồ của người Mexican thì mới có cái loại cocktail này, hoặc là bạn có thể yêu cầu cái món cocktail này ở những cái nơi mà nhà hàng bar bạn đến thì người bartender cũng biết. Paloma sẽ có thành phần chính là tequila và bên cạnh đó là nước bưởi sẽ tạo nên một cái hương vị rất là trái cây, cũng như là soda sẽ làm cho cái khẩu vị rất là refreshing. Và chúng ta sẽ như thường lệ thì Hào sẽ hướng dẫn các bạn làm món cocktail này nha, rồi mình sẽ nói thêm về món cocktail này nó xuất xứ như thế nào và người Mexican nó đã làm cocktail ra sao. Và những thành phần chính chúng ta sẽ cần cho món cocktail này là tequila thì Hào dùng Jonitos, cái đây là Reposado Jonitos ha. Còn hai cái chai này thì Hào sẽ nói sau với các bạn sau cái mình làm xong ha. Mình sẽ cần bưởi. Ở bên này thì bưởi là bưởi đỏ ha. Bạn có thể sử dụng bưởi Việt Nam cũng được. Và chúng ta sẽ cần chanh, là chanh xanh ha. Và một thành phần không thể thiếu đó chính là nước đường, simple syrup, và soda. Để garnish thì mình sẽ cần một chút muối để làm rim trên cái miệng ly. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm Paloma. She may be pretty, she may be smart, she may be funny, she's changed your broken heart. I'll never be her, although I try. She may seem perfect for you, but so am I. I know it's wrong to take what I like, but I hope there's trouble in paradise. You seem to think that you'll be the one, but I don't, 'cause I know. She smiles, she makes you laugh, she makes you happy in ways I never have. I try to hate you, find faults or crimes, but your only fault is that you're no longer mine. And I know it's wrong to take what I like, but I hope there's trouble in you. Xong Paloma, vậy chúng ta sẽ thử nhé. Rồi mình sẽ nói về cái cocktail này. Cheers. Đây sẽ là một trong những cocktail mà những bạn nào mà yêu thích tequila, và cái nước bưởi nó sẽ làm những cái vị rất là refreshing, cộng với lại cái soda đó, nó sẽ làm cái vị bubbly trong cái miệng của mình. Bubbly là sủi bọt đó các bạn, trong cái miệng mình rất là thú vị, rất là vui. Ok, bây giờ mình sẽ nói về cái cocktail này ha.
Thì cocktail này xuất xứ từ Mexico như là Hào đã nói rồi. Thì cái người mà làm ra cái cocktail này đó, và các bạn biết là ở bên Mexico thì nó sẽ có những cái loại nước ngọt như là Fanta hay là như vị cam, vị chanh ha. Thì ở bên Mexico một cái hiệu riêng, nó là có rất là nhiều vị. Thì cái vị bưởi là một trong những cái loại nước ngọt có vị bưởi, thì người ta làm cái món paloma này với cái nước ngọt đó. Nhưng mà là do ở bên này đó thì mình cũng có cái loại nước ngọt đó, nhưng mà các bạn hiểu là mình, nếu mình là bartender thì mình sẽ muốn làm một chút cầu kỳ, một chút crafted. Thì mình sẽ dùng nước bưởi tươi, mình dùng nước chanh. Các bạn có để ý là hồi nãy họ để là nước bưởi ha, rồi nước chanh. Vì sao họ lại để một chút nước chanh vào? Bởi vì nếu như mà bạn để nước bưởi không đó, thì cái lượng của nước bưởi nó sẽ không có đủ độ chua và không có đậm đà. Nên là nước chanh nó sẽ giúp cho cái nước bưởi nó đẩy cái mùi vị và cái khẩu vị khi mà mình uống vào. Nó sẽ có một cái, bên Mỹ nó gọi là, tiếng Mỹ gọi là một cái depth, có nghĩa là một cái độ sâu, một cái chiều sâu của cái loại nước trái cây này trong cái cocktail. Hào sử dụng Jonidos Reposado. Reposado là một loại tequila nằm ở giữa. Thì nếu mà bạn rành về tequila đó thì sẽ có Blanco là loại trắng, Reposado là ở giữa là ngà ngà màu này. Và đây là Añejo. Thì Añejo nó sẽ có cái màu rất là đậm như thế này. Thì Añejo là được age, có nghĩa là được cất giữ và được lọc qua một quá trình. Thì hôm nào đó họ sẽ làm một cái tập về tequila và họ nói về tequila, ba loại tequila cho các bạn biết ha. Và cuối cùng thì họ sử dụng soda. Thì ở đây là soda bưởi luôn các bạn ạ. Thì sẽ tăng thêm cái vị của bưởi trong cái món cocktail này. Các bạn có thể sử dụng soda bình thường thôi, và nước bưởi nó cũng sẽ là đủ cái mùi vị rồi. Cũng như là margarita đó thì Paloma sẽ có một chút muối ở cái viền. Thường thì người ta sẽ làm nguyên một cái viền luôn, nhưng mà không có nhiều muối quá này, chỉ là để một chút xíu thôi. Thì mình có thể liếm một miếng muối, mình uống cái miếng này thì nó sẽ cái hương vị gần giống như là margarita mà với bưởi vậy đó. Nhưng mà cái điều khác biệt là nó sẽ refreshing, nó sẽ rất là vui ở trong miệng của mình vì nó có soda. Nếu như mà bạn mà có tìm được cái loại mà soda vị bưởi đó thì bạn sẽ không cần phải shake cái cocktail như là Hào. Bởi vì nếu bạn để ý thì những cái loại cocktail nào mà có chanh, cam, có citrus thì mình phải shake hết. Lý do là mình muốn cái hương vị của cái trái cây đó nó bùng nổ khi mà mình shake ở trong cái cocktail này, thì sẽ làm cho cái vị cocktail nó tươi mát hơn và nó ngon hơn. Vậy là tập về Paloma đến đây cũng đã hết rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến cái thời điểm này ha. Hy vọng là hôm nay bạn đã học hỏi thêm được một cocktail mới và classic cocktail, cũng như Hào đã giới thiệu cho các bạn thêm một món cocktail mới mà bạn có thể sẽ rất là yêu thích trong thời gian sắp tới. Và nếu các bạn yêu thích kênh YouTube của Hào thì đừng quên là nhấn nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi. Đừng quên để lại những comment cho Hào nếu bạn có những câu hỏi cũng như là những comment nào đó, thì nhớ là để lại comment cho Hào nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Bye.